đến bao nhiêu thì mình không cần phải để dòng cắt. Sau này nhà thầu nó chào vào thì nó sẽ chào cái anh đấu thầu, anh biết mà. Quen. Hiểu không? Tập khó chịu. Mục đích tại sao anh cứ bảo em là xóa đi chỉ để cùng A thôi. Là như thế, bởi vì trong cái tiêu chuẩn gốc của tập đoàn nó là có rồi thì mình đưa vào làm gì? Tự dưng mình làm sai mình sau này đấu thầu để cãi nhau giữa bản vẽ với cả cái kiến thuyết minh. Anh là người đấu thầu trực tiếp cho anh biết mà. Nhá. Chín giờ chị đi được không ạ? 2:15 rồi. Thầy bảo 2:15 mới xuất phát. Thầy bảo không về. Cái mạnh sản lớp bất vừa quận này sai rồi, chắc là sai. Buổi sáng thì nhanh bán cho nên phải để từ từ, phải lên giá phải cao. Bán nhanh sang tay nhanh. À, thế chị hôm qua chị gọi thì anh học. Đã tìm được thủ phạm rồi, quên điện thoại trên xe. Vợ gọi mãi không được, người đóng luôn. Thế thì hỏi đến quên điện thoại trên xe là đi đâu? Lên đầu vừa phạt đấy chắc. Giỏi ông ơi, giỏi thật. Tí thì bảo gặp cũng được. Lại có kêu mất cả màng tóc trên đầu. Đây là có sự trải nghiệm rồi. Hình như là ở dưới tôi còn cái này ạ. Đoạn này anh mượn chú chỉ đó. Này thầy để cho xem. Ông để anh ở trên này hết. Giờ em mới biết tại sao anh Đạt cắt quả đầu rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhớ mai mà quên điện thoại trên xe thì còn đỡ. Này sai này rồi, bây giờ một là bảo đi xóa cái đấy đi, bây giờ có thay đi thay lại nhiều nói rồi chẳng nghe cạo nó đi, làm mờ cái đấy đi. Cái gì đấy? Anh biết không, là tí nghiệm thu hoàn thành Bắc nhỉ. Anh mang bánh trưng, bánh bánh lê, em bảo lên cứ bảo không cần cho là em cũng mới về cho hai cái. Thay cho nhà em thừa cơm, thừa cái gì còn nào đồ ăn đi, thì treo cái gà nhà hàng xóm bên chỗ. Đang treo một đó đi để có cái nhà ấy hơn đúng không? Mùi như cam đắng với gì? Mùi đắng nó lại ấy khô đúng không? Mùi đắng này, đinh lăng này, cả kiểu. Để chai đi à? Ừ. Đừng ngoài uống. Nhìn không? Nhìn thấy chỗ này không? Đấy, thế có phải thay không? Thay chứ đằng nào cũng thế thôi, đi về đi xong rồi là đằng nào chiều cũng lên đồng dấu thẩm nữa cơ. Trưa nay hôm qua nghe họ hợi nói đi ăn gì đấy, mình phải thôi khoãn lại ăn trưa xong. Sẽ một 6 bộ, một cánh, một cái này phải thay như vậy à? Ngọc chưa là lại cái này sai thì phải làm lại đi. Hả? Thì cũng phải thay cái gì? Thì của ai không cần biết mà đều mà xử lý đằng nào chiều thì thay mặc thể. Cái thằng này. Bây giờ thì mày đứa nào làm cái này? Anh, em hỏi về ông Minh, em mấy cái phòng hôm nay vẫn thế, chả đến chị. Cứ thay làm nhé. Mà có thấy họ ấy... Nhưng mà không thấy, bảo không thấy gì cả, vẫn thế. Chị lấy một cái này thôi, lấy cái này. Còn cái này không bỏ lại gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế mày phản hồi lại